Em mới cho nên là chị sẽ phân loại ra cho em. Bắt đầu sẽ là hạch toán hóa đơn mua vật tư trước này. Rồi hạch toán các hóa đơn về mua chi phí này. Rồi hạch toán các hóa đơn về mua công cụ này. Rồi hạch toán các hóa đơn về mua tài sản cố định. Đó. Tất cả các cái phân hệ đấy mình sẽ giải quyết từ từ. Bây giờ em mở chị một hóa đơn về mua vật tư đi. Rồi hóa đơn tôn hóa sức đen, Rồi, thế bây giờ đi mua nha. tôn lạnh, Mua tôn lạnh đúng không? Ừ. hóa đơn ngày 25 tháng 3 Rồi. nha. Để mình ngồi làm việc thì mình sẽ hạch toán qua thứ nhất cho chị là 2412. 2412. Cái mua tôn lạnh ấy là đợi chi cái máy hồi trước thôi chị, do nha Rồi. em có hợp là Rồi. em cũng vừa xây xong luôn á. À, tức là mình che cái máy hơn phía trước, nói chung là đại loại là mình mỗi một cái hóa đơn này không là không được đâu. Mình sẽ phải làm một là cái quyết định ấy. Chị sẽ gửi cho em cái mẫu quyết định đấy. Một là mình sẽ có một cái quyết định của công ty ấy về việc là sửa chữa mái hiên ấy cho của công ty nhá. Thì mình sẽ bổ sung những cái chứng từ liên quan của vấn đề em mua chi phí về cho công ty. Vậy bây giờ em mở cho chị ra một cái trang file Word hoặc một cái file Excel nha, để chị đi phân tích những cái chứng hóa đơn chứng từ trên thực tế. Mình sẽ phân tích vào hạch toán rồi sau đó mình mới đưa vào phần mềm Visa, hiểu ý chị chưa nào? À, đúng rồi. Bây giờ coi như ở đây em sẽ thiết lập cho nó một cái bài giảng liên kết từng ngày cho chị nha. Ví dụ buổi hôm nay là buổi học về nội dung gì em phải lưu lại để sau này em nhớ đấy. Đây. Và mỗi một hóa đơn như thế ta đi phân tích kỹ thì ta mới làm. Bây giờ khi mà mình mua tôn lạnh đúng không nào, mình về sửa chữa thì mình sẽ định khoản này chị này, nợ cho tài khoản 242, nợ 133, có cho tài khoản 331 nếu chưa thanh toán, 111 nếu thanh toán ngay bằng tiền mặt. Em hiểu không? Đây, vì sao chị lại đưa thẳng qua 242 luôn? Bởi vì cái giá trị của nó rất là bé. Em hiểu chưa? Còn nếu ví dụ như em xây dựng cơ bản một cái giá trị hợp đồng lớn khoảng mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu, hiểu không? Trên cái văn phòng của em mà mở ngoặc văn phòng này là mình đi thuê chứ không phải là tài sản của công ty nhá. Thì mình có một cách định khoản thứ hai, đó là nợ cho tài khoản 2412. Tài khoản 2412 này là gì em nhớ không? Ừ, hôm nọ chị em mình nói chuyện với nhau về các đầu tài khoản đấy ở phần nguyên lý kế toán đấy đúng không? Thì 242 này là chi phí trả trước đúng không nào? Ừ, chi phí trả trước. Còn 2412 này là xây dựng cơ bản dở dang nhá. Tại sao chị lại chọn là 2412 mà chị lại không chọn là 2411? Bởi vì cái này là mua sắm tài sản cố định, còn cái này là xây dựng cơ bản nhá. À, thì mình sẽ cho vào đây. Tuy nhiên là chị sẽ nói hai trường hợp mà điểm khác nhau của nó luôn, 133. À, có 331 chẳng hạn đi, hoặc là 111. Nếu như trong trường hợp mà em sửa chữa nhỏ nhá thì em cho thẳng vào 242 luôn cho chị. Và mở ngoặc là nó chỉ có phát sinh một hóa đơn thôi, được chưa? Tức là một hóa đơn cho một vụ việc thì mình sẽ đưa vào 242. Còn nếu trong trường hợp mà em mua, tức là cái xây dựng cơ bản thời gian này nó phát sinh ở nhiều hóa đơn khác nhau, em hiểu không? Nay mình mua tôn lạnh, ngày mai mình mua xi măng cát đá đúng nào, rồi ốc vít đó, thì mình sẽ không qua được 242 đâu, mà mình phải qua tài khoản nào, hai Và đưa vô tài sản 2412. 2412, đúng rồi. Em hiểu trường hợp này chưa? Rồi, thế nhưng bây giờ vì em chỉ có phát sinh cái vụ việc này có một một trên một hóa đơn đúng không? Mà có giá trị rất là bé đúng không? Vậy chị sẽ cho nó thẳng vào 242 luôn, mở hóa đơn chứng từ ra. À, ở đây nó ghi cụ thể này, tôn lạnh thép, thép hộp. Nhưng mà chị không phân tích ra từng loại tôn lạnh thép, thép hộp đâu. Vì là đâu cũng cho vào chi phí trả trước thì chị lấy luôn tổng giá trị là 4 triệu 900 80.000. Em hiểu không? Nhá. Thế là 10% 4598. Hiểu không? À, mình sẽ kiểm tra lại trên hóa đơn. Đúng rồi. Và đây là trên lý thuyết, được chưa?
Vậy khi mà qua 242 thì nó tương xứng với việc là mình sẽ phân bổ cái này vào chi phí, đúng không nhá? Ví dụ như cái chi phí này mình sẽ phân bổ nó là 3 đến 6 tháng chẳng hạn, chỉ giả sử như nó phân bổ cho 6 tháng, được chưa? 6 mỗi tháng là 830.000, em hiểu chưa? Đây sẽ là tích vào chi phí này, đây là chi phí của 1 tháng đó. Vậy khi trích thì kế toán sẽ định khoản là nợ cho tài khoản, đây là 642, ví dụ như mình sửa chữa này là mình cho vào chi phí quản lý 642. Ừ, có cho tài khoản 242, được chưa? Tháng thứ nhất mình trích nó là bằng 830.000, đồng ý không nào? Đẩy dần vào chi phí chứ mình không cho thẳng vào một chi phí của một tháng, hiểu không? Thứ hai là tháng thứ hai mình cũng phần mềm nó cũng sẽ tự động là như thế này, đến hết tháng thứ sáu thì cái 242 này nó sẽ không còn gì nữa, nó kết thúc, em hiểu chưa? 242 sẽ không còn số dư. Về nguyên lý ở bên kia em nắm rõ chưa cái đã? Dạ, nó cũng cơ bản rồi vậy. Khi nào mà em cảm thấy khó hiểu quá thì em bảo chị nhá, dừng lại để thật hiểu thôi, thật hiểu thì mình mới đi vào thực hành. Thế bây giờ trong trường hợp thứ hai, đây không phải là mua tôn lạnh mà đây mình đang mua gì? Mua chi phí tiền thuê nhà ấy. Thì em cũng thông qua nợ nợ 242, nợ 133, có 111, chị ví dụ nhá, một ví dụ thứ hai về chi phí trả trước này. Đây, giả sử tiền thuê nhà nhá. Chị ví dụ, bên em có tiền thuê nhà không? Chị hỏi. Không có, chị thuê nhà người dân ấy chị. À, vậy thì mình sẽ làm những cái hợp đồng thuê nhà nhỏ hơn 8 triệu đồng một tháng. Là thứ nhất là có hợp đồng nhá. Mẫu hợp đồng chị sẽ gửi cho em sau buổi học này, đầy đủ luôn. Hợp đồng mà thuế duyệt luôn ấy, chấp nhận ấy. Hợp đồng mà thuê nhà dưới 8 triệu một tháng là mình không cần hóa đơn anh chị. Đúng rồi, không cần hóa đơn. Thứ hai là đó là chứng từ thanh toán. Một ý là chuyển khoản, được chưa? Yeah. Hai là thanh toán bằng tiền mặt. À, nhưng mà nếu mà thanh toán bằng tiền mặt thì phải có chữ ký đầy đủ nhá. Có dấu của công ty em và có chữ ký. Phiếu chi của bên mình nhá. Phiếu chi của bên mình. Đúng, phải phiếu chi của bên mình và giấy xác nhận nhận tiền của bên kia đều được. Được chưa? Em làm một trong hai cái mẫu đấy. Nhưng mà thường thì chị hay làm phiếu chi hơn. Nhá, phiếu chi và bên bên cho cá nhân mà cho thuê nhà ấy, họ sẽ ký vào đấy. Thứ ba em cần đó là chứng minh thư nhân dân của người cho thuê. Chứng minh thư rồi. Tiếp theo, nếu có nữa, photo được cái sổ đỏ của người cho thuê nữa là càng đầy đủ nhá. Rồi, quay lại vấn đề ở trên hạch toán nhá. Thế ví dụ này, à đây em chi trả trước cho người ta là ngày vào mùng 1 tháng 1 2019 đi nhá. Một tháng là 8 triệu, 86 bao nhiêu? 48 đúng không? Dạ. 6 tháng này nhân với 8 triệu một tháng. Đó, em hiểu chưa? Là 48, tức là đương nhiên VAT sẽ không có trong trường hợp này nhá. Có 111 trong trường hợp này thì ví dụ thanh toán bằng tiền mặt đi. Đúng nào? Thế tháng thứ nhất mình sẽ hạch toán vào chi phí luôn, nợ cho tài khoản 6422. Nếu là chi phí đấy, đây là thuê văn phòng nhá. Có 242, số tiền bằng bao nhiêu? 8 triệu. Đúng rồi, hiểu không? Thế đến hết tháng thứ sáu là hết 242 của cái tiền thuê nhà này, em hiểu chưa? Còn riêng cái này thì hết 6 tháng thì sẽ hết được cái tiền mà mình đầu tư vào việc xây dựng, sửa chữa cái mái hiên đó, đúng không? Đây gọi là chi phí sửa chữa mái hiên. Ví dụ chị đặt cái mã là như thế này. Em đã hiểu thế nào là chi phí trả trước chứ nào? Rồi, cho em một cái đó. Ví dụ như em thuê nhà một năm thì một năm là cứ 8 triệu là em phải nhân lên 12 tháng, kết thúc năm đã xong, sau năm sau mình lại hạch toán tiếp hả chị? Chuẩn, chính xác luôn. Đây, chị đang hạch toán là vào ngày 01/01/2019. Rồi đến tháng 01/07/2019, nếu mà chị làm hai lần nhá. Hiểu chưa? Ví dụ trong hợp đồng thuê nhà nói rõ là
một năm này mình sẽ chi vào 2 lần, đúng nào? Còn trong hợp đồng nói là một năm này mình chỉ chi 1 lần thôi cho 12 tháng, đúng không? Thì đây sẽ là mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12, và ngược lại đây sẽ là nhân với bao nhiêu tháng? 12 tháng. Em hiểu chưa? Đây sẽ là 12 tháng luôn. Thế còn trường hợp quý thì sao? Đương nhiên đây sẽ là 3 tháng, đúng không? 3 tháng. 3 tháng. Nhưng mà giờ mình ghi trong hợp đồng nhà thôi, 2 năm anh chị. Mình cũng ghi, ý như em nói là kết thúc 1 năm là 12 tháng, 2 năm sau mình tính tiếp ạ. Được, sao năm sau mình lại tính tiếp nhá. Tức là cái này là theo quy ước ở trong hợp đồng. Bây giờ mình sẽ đi vào phần 2 Misa của vấn đề này nhá. Bước 1. Nào em ghi cách hạch toán hóa đơn thể hiện nội dung chi phí trả trước. Trên phần mềm Misa sẽ có 2 bước. Bước 1, mình vào phân hệ mua hàng. Cũng như chị giới thiệu ngay từ đầu, đó là mình dò vào dòng thứ 3, chứng từ mua hàng hóa. Được chưa? À, ở đây mình sẽ thể hiện luôn cho chị 2 vấn đề đấy luôn. Một là tên Tôn Lạnh nhá, 2 là tiền thuê nhà luôn nhá. Rồi. Vào phân hệ chứng từ mua hàng hóa, mình chọn 2 nhỏ mua hàng trong nước không qua kho. Tại sao chị lại không chọn 1 nhỏ toàn mua hàng trong nước nhập kho? Cái đấy bài giảng cái đấy nội dung tiếp theo chị sẽ dạy cho em sau nhá. Chính là mua vật tư mua hàng hóa đấy, để về bán đấy. Mua hàng hóa để về bán mà mua vật tư để về sản xuất đấy nhá. Bởi vì công ty mình là đúng, đúng rồi, chính xác, không nhập kho dự trữ cho nên mình mới phải vào mua hàng trong nước không qua kho, đúng rồi. Đó, vì công ty của mình là vừa sản xuất vừa thương mại cho nên là cái nhập kho này chỉ dành cho hàng hóa và vật tư, còn cái này là dành cho những chi phí trả trước như là tiền thuê nhà hoặc là công cụ dụng cụ. À, còn một cái trường hợp mà qua 242 giống như là máy tính, máy in, máy fax đấy, để mua mua điều hòa ấy, lắp cho văn phòng đấy, đó cũng là trường hợp này đấy nhá. Bây giờ mình đi cụ thể luôn, hóa đơn này là mua của công ty nào nào. Mình zoom lại. Chi nhánh Bình Định, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, đúng không? Chị sẽ dạy em cách khai báo hôm nọ rồi đúng không nào? Bây giờ vào đây, mình nhìn cho chị là cái mũi tên màu đen này nha. Đánh chữ Hoa Sen có rồi đúng không? Rồi. Cách thứ hai, mình muốn lọc mà mình không cần mã, mình có thể lọc cái đuôi mã số thuế đây em này, 1324 nhá, cái đuôi mã số thuế đúng không, 370. Rồi, ok. À, khi mà chị làm việc nhá, chị cũng nói chung là ngoài dạy học này, chị cũng làm rất nhiều các công ty về dịch vụ kế toán ấy. Chị làm việc để cho nó không bao giờ bị trùng nhà cung cấp. Em biết vì sao không? Rất nhiều bạn kế toán chị dạy ấy toàn để trùng nhà cung cấp thôi, có nghĩa là nhà cung cấp đấy khai rồi lại khai lại một lần nữa, dẫn đến là sẽ bao giờ cũng sẽ sai công nợ. Em hiểu không? Nhá. Em là ở Bình Định đúng không? Thế thì em nhìn thấy nhá, cái mã số thuế của Bình Định là có cái đuôi 370, mã số thuế ban đầu đúng không? Chị nhận thấy là 370 là mã số thuế ở trong Bình Định. À, thế thì em mà đánh 370 thì nó sẽ bị nhầm lẫn giữa các cái mã khác. Cho nên mình sẽ ưu tiên là 5 mã cuối cùng. Nếu mình đánh 5 mã cuối cùng là nó sẽ tự xuất hiện luôn là cái thông tin của nhà cung cấp đấy. Đó là chính xác nhất. Hiểu chưa? Thế thì khi mà làm việc ở chị hay làm việc ấy thì để kiểm soát luôn nhá, để kiểm soát luôn cái thông tin ấy, thông tin của nhà cung cấp có đúng hay không ấy, thì chị thường hay vào cái trang tra cứu hóa đơn ấy. Chị nói như thế là em hiểu đúng không? Tra cứu hóa đơn, em đánh cái mã số thuế của công ty này vào nhá. Thì nó sẽ xuất hiện thông tin của công ty và mình sẽ copy luôn. Em hiểu không? Copy luôn thông tin khi khai mã. Ví dụ nha, đây chưa có, chỉ bấm vào dấu cộng màu xanh này. Thì chị sẽ đánh copy mã số thuế này nhá, tên này, địa chỉ này. Được chưa? À, mã này thì mình tự đặt này, khỏi cho nó nhanh để mình tránh phải tự đánh tay vào phần mềm rất là lâu. Ngày hạch toán và ngày chứng từ, quay lại vấn đề của mình nào. 25 tháng 1 2019, đánh vào đây cho chị đi. Đây, ngày hạch toán và ngày chứng từ trên phần mềm đây. Ừ nha. Năm thì khỏi phải đổi nữa đi, 5/19 đúng rồi. Mình chỉ đổi cái ngày thôi. Là ngày
Rồi, enter. À, chị giải thích luôn nhá. Hiện tại đây là mình đang học là ngày 16 tháng 6 2019, đúng không? Ờ, nhưng mà cái ngày hạch toán ngày chứng từ này là mình sẽ phải hạch toán đúng cái ngày trên hóa đơn. Chứ không phải nghĩ là à ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 ấy, mình lại để ngày hạch toán là 16 tháng 6 là không phải đâu nhá. Mình để tắt cho chị là ngày hạch toán là ngày chứng từ là ngày hóa đơn, được chưa? À, ở đây vào đây này, nhìn này. Chưa thanh toán hay thanh toán ngay? Nếu em làm công ty em đương nhiên em hiểu được cái này hóa đơn nào là thanh toán qua ngân hàng. Chị phân biệt này, nếu những hóa đơn nào thanh toán qua ngân hàng, em ghi mở ngoặc cùng thời điểm trên hóa đơn hoặc khác thời điểm trên hóa đơn thì bấm vào chưa thanh toán. Vì sao? Chị sang phần lý thuyết chị nói này nha. Ví dụ ở đây, như cái ví dụ này nhá. Chị có đây là 331 đi, chưa thanh toán. Kể cả ngày hôm đó em thanh toán qua chuyển khoản đi chăng nữa thì về sau chị sẽ hướng dẫn em hạch toán sổ phủ ngân hàng. Sổ phủ ngân hàng của em sẽ mất một khoản tiền là nợ cho 331 nha. Có 112. Và lúc này chị sẽ đối ứng 331 đối với cái nhà cung cấp này. Cho nên kể cả thanh toán cùng ngày cũng không bao giờ được chọn là thanh toán ngay, được chưa? Vẫn chọn là 331, trừ khi cái hóa đơn này thanh toán bằng tiền mặt ngày hôm đó. Hiểu chưa? Thanh toán bằng tiền mặt nhá. Nói chung là mình đang làm thuế, đúng không? Thì có thể là sau đấy em mới thanh toán. Nhưng mà em cũng chọn nó đại loại là tiền mặt thì em cứ bấm vào thanh toán ngay cho chị đi nhá. Còn thiếu tiền ở trên thuế, chị sẽ dạy em cách xử lý về tiền, dòng tiền ở trên báo cáo tài chính sau. Em đã hiểu chưa nào? Hả? Rồi. Thế nhá, rất chú ý cái chỗ. Ờ, rất chú ý cái chỗ thanh toán ngay và chưa thanh toán. Có bạn làm thế này này. Thanh toán ngay, bấm vào đây. Ủy nhầm chi nhá. Tiền mặt vào đây, à, tiền ngân hàng vào đây luôn là chị không đồng ý nhá. Một là thanh toán thì thanh toán bằng tiền mặt, được chưa? Mà đã không thanh toán thì thôi, bấm vào chưa thanh toán cho chị nhá. Rồi, đến phần nào. Và lưu ý với chị này, trên chứng từ mua hàng này nhá, hãy ưu tiên cho chị đi từ trái sang phải, được chưa? Đi từ trái sang phải. Nà, có nhiều bạn này không thích cơ, cứ đi sang hóa đơn trước. Nhưng mà đi sang hóa đơn thì phiếu chi nó sẽ không lên, không cập nhật thông tin cho mình ở phiếu chi, được chưa? Mà mình sẽ đi từ phiếu chi thì hóa đơn nó cũng sẽ linh thông tin sang. Rồi, ghi. Nếu như chưa thanh toán thì sẽ đi từ chứng từ ghi nợ. Nếu thanh toán ngay thì đi từ phiếu chi. Em đã hiểu chưa? Ở trong phân hệ mua hàng trong nước không qua kho. Và tất cả các phân hệ đều như thế hết nhá. Đều như chị nói. Đồng ý chưa nào? Ừ. Vậy thì bây giờ một nhỏ này. À, đi từ phiếu chi này không tự nhiên là mới khai xong thông tin là sang hóa đơn đâu nhá. Ta tiếp tục một nhỏ hàng tiền nhá. Một nhỏ hàng tiền em nhìn này, bấm vào đây để thêm mới, nhìn thấy chưa? Bấm vào đây để thêm mới này. Đó. Thì các cái đèn này, mã đèn này nhá, là liên quan đến đầu kỳ, đúng không nào? Em nhìn thấy các cái mã hàng này nó gồm này, chi phí nó cũng vào đây nhá. Hàng hóa nó cũng vào đây và tất cả những cái gì em khai nó đều vào đây hết. Được chưa? Thì nhưng mà bây giờ vấn đề của mình là mình đang khai mới một cái hóa đơn về chi phí trả trước, nên là mình sẽ phải bấm vào dấu cộng màu xanh này, mình khai một cái mã vụ việc mới cho nó. Em ghi. Nào. À, mỗi một hóa đơn chi phí riêng nhá là mình sẽ cần phải khai riêng nhá. Có nghĩa là sao nào? Thế nào? Tiền thuê nhà là mình sẽ khai riêng cho nó một mã. Hóa đơn tiền sửa chữa mái hiên mình cũng khai cho nó một mã, đúng không? À, hóa đơn về mua máy tính mình cũng khai riêng cho nó một mã. Và hóa đơn về điều hòa là một mã. Mà tóm lại là mỗi một hóa đơn, mỗi một, kể thậm chí là hai cái mã điều hòa như nhau nhưng nó nằm trong một hóa đơn thì khai chung.
nhưng mà nó nằm ở hai hóa đơn khác nhau thì cũng phải khai hai cái mã điều hòa khác nhau. Ghi như vậy chị đi. Tóm lại là mỗi một hóa đơn chi phí hay là công cụ dụng cụ thì phải tạo ra một cái mã riêng biệt. Như vậy em dễ hiểu không? Ừ. Đến đây em có thể thử bấm F9 trên bàn phím nào. Thử bấm F9 trên bàn phím đi. Nào, dùng phím tắt trên bàn phím nào. Bấm F9. Đó, nó lên ngay một cái mã vật tư hàng hóa. Nhưng mà ở đây không phải vật tư hàng hóa. Ta sẽ làm cho chị một cái này TT nhá. Hoặc là chị ghi là chi phí trả trước này nha. Ví dụ ở đây là sửa chữa mái hiên, hiểu không? Và chị gắn luôn với cái mã hóa đơn. Chị hay làm việc như thế. Đại loại là chị đang chia sẻ những cái gì mà chị làm trên thực tế ấy, như nào ấy, thì chị cứ chia sẻ nhá. Còn tùy từng mỗi mỗi cách mỗi người sẽ khác nhau. Đây là 11 11401 11401 này. Tại vì là qua rất là nhiều lần chị đi quyết toán thuế ấy. À, và mình cũng không hiểu được là nhiều khi qua bao nhiêu năm tháng nó trôi đi ấy. Mình không phải là công ty nào cũng quyết toán ngay trong cái năm đó. Đúng không? Đồng ý không? Có nhiều công ty có thể là 5 7 năm sau mới quyết toán. Thì họ lục lại vấn đề mình không nhớ được. Cho nên kế toán mình là làm cái gì mà cảm thấy dễ nhớ nhất thì mình làm. Thì đây, mình sẽ ghi này. Chi phí sửa chữa mái hiên theo hóa đơn, ghi rõ như thế luôn nhá. 11401. Rồi. Như này. Sau này nhìn mã mình cũng biết, đúng không? Mà nhìn dòng này mình cũng sẽ biết đó là của hóa đơn bao nhiêu. Được chưa? Mà kể cả em kỹ hơn tí nữa nhá. Em mở ngoặc ở đây. Ngày tháng năm ở đây luôn, được chưa? Tính chất dịch vụ. Vì sao? À, vì sao chị không nói ở đây là vật tư hàng hóa này? Bởi vì mình có nhập kho đâu, đúng không? Cho nên mình bỏ qua, mình không chọn dịch vật tư hàng hóa. Nó khác với cái cách khai mã vật tư hàng hóa ngay từ đầu buổi đầu kỳ mà chị dạy em nhá. Ừ. Bấm vào dịch vụ ở đây. Được chưa? Em ghi ra. Có nghĩa là mỗi một bài giảng chị giảng rất là kỹ, nhưng chị yêu cầu là phải hiểu, phải nhớ đấy nhá. Chứ không dạy qua loa sau đó lại không nhớ. Nên em phải ghi vào đấy. Tài khoản doanh thu ở đây có liên quan không? Không liên quan, đúng không? Không liên quan, xóa đi. Có liên quan đến doanh thu đâu? Đây là đăng đầu vào của mình mà. Đây, nhưng mà tài khoản chi phí em ghi tiếp cho chị này. Xóa hết tất cả các cái tài khoản không liên quan như là doanh thu và các vân vân, các loại không liên quan đi nhá, hàng bán bị trả lại. Nhưng mà đến cái tài khoản chi phí đi, lưu ý. Tài khoản chi phí trong trường hợp này theo em là cái gì? Chị gợi ý này, nó là tài khoản nợ khi mình hạch toán. Tài khoản nợ khi mình hạch toán thì trong trường hợp này chị định khoản đây cho em là cái gì? 242. Đúng không? Nợ 242 này, nợ 133 này, có 331 hoặc có 111. Vậy tài khoản nợ trong trường hợp cái tài khoản nợ của mình ý chính là tài khoản chi phí khi khai báo đấy. Em có nhớ cái hôm đầu tiên chị dạy em là khai báo nguyên vật liệu và hàng hóa không? Thì tài khoản nợ đây là 106, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp là nhập kho, còn đây là dịch vụ, mà đây mình đang nói về bài giảng 242 của chi phí trả trước. Thì đây sẽ là 242. Đúng không nào? Thuế suất 10% nha, bởi vì chị ngó hóa đơn rồi. Thuế suất của nó là 10%. Đúng không? Nào, cách khai báo này em nhớ chưa? Cất này. Đấy, khi mình khai xong cái đúng nha, phần mềm định khoản luôn tài khoản chi phí là 242. Số lượng là 1, đơn giá thành tiền đánh vào cho chị đi. Hai nhỏ thuế suất 10%, được chưa? À, ba nhỏ thống kê bỏ qua. Chỉ cần quan tâm cho chị 1 và 2 thôi trong trường hợp này. Sau đó nào ghi, sau đó sang phần hóa đơn. Em có ghi kịp không? Sau đó sang phần hóa đơn. Đánh số hóa đơn vào đây, ký hiệu bỏ qua.
Rồi, sau đó mình bấm cất. Rồi chị. Bước 1 xong. Bước 2. À, vào nghiệp vụ nhá. Vào công cụ dụng cụ. Được chưa? Hay này, thực ra nó không phải là công cụ đâu, nhưng mà chị cứ tận dụng cái phân hệ này để mình làm máy. Vì quan điểm của chị làm phần mềm là tất cả đều ở trên phần mềm hết nhá. Theo dõi hết trên phần mềm, không có làm gì bằng tay ngoài bảng lương và một số cái công thức mà chị đặt hàm ấy, chỉ cần thiết trong công việc thì mình làm Excel thôi. Còn lại là sử dụng Misa mà làm nhá, chỉ cần sử dụng nó thôi. Em vào ghi tăng đồng loạt đây, dòng thứ hai. Nhìn thấy chưa? Nào, ba chấm đầu tiên. Nhìn thấy lấy công cụ dụng cụ từ chứng từ xuất kho trên mua hàng. Bấm vào đây, chị đọc em có thể tự làm. Bấm vào đây. Vừa làm vừa ghi, chọn loại chứng từ là mua hàng không qua kho. Chọn năm nay. Rồi, bấm vào lấy dữ liệu. Đây bấm chọn nào. Đồng ý chưa nào? À, đến đây. Lưu ý, em ghi. Kéo thanh chuột sang bên phải nha. Đánh ngày ghi tăng cho chị là ngày mở ngoặc trên hóa đơn. Ở đây, số kỳ phân bổ. Ghi chú, nếu mà mình không sửa nhá, phần mềm luôn mặc định là một đấy. Mà một thì cần gì phải phân bổ làm gì? Cho luôn vào chi phí đúng không? Nên ở đây là mình sẽ phải đánh lại số kỳ phân bổ nhá. Mà số kỳ phân bổ này được quy định là từ 2 cho đến 36 tháng. Nếu chị nhớ không nhầm là ở thông tư cũ là thông tư 78 nhá. Còn thông tư mới là thông tư 95 hay là thông tư 26 gì đấy nhá. Thì nó quy định là thời gian phân bổ tối thiểu là 2 tháng và tối đa là 36 tháng. Ừ đúng rồi, cái này có vẻ em cũng tìm hiểu đúng không? À thế thì cái này mình sẽ căn cứ trên cái vụ việc của hóa đơn ấy. Ví dụ cái này mình có thể phân bổ trong 6 tháng nhé, như là bài toán ban đầu chị làm đấy nhá, là 830.000 một tháng ấy đúng không? Tài khoản chờ phân bổ không cần phải chọn nữa, bởi vì ngay hạch toán mình đã hạch toán vào tài khoản nào ấy, thì bây giờ mình sẽ đúng cái tài khoản đấy để mình lựa chọn luôn, phần mềm sẽ lựa chọn cho mình luôn, mình không phải lưu ý. Rồi, nếu trước mình mua cái đó được quá, mình dùng liền dùng hết rồi có phân bổ không chị? À, dùng liền dùng hết thì mình sẽ vào phân hệ khác. Đây chị đang nói là phân bổ thời gian dài từ 2 tháng trở lên nhá. Còn trường hợp cái hóa đơn mà mình cho thẳng vào chi phí chị chưa nói, bài giảng sau chị nói cho em. Tiếp tục nào. Đằng trên là em nhớ cho chị đúng hai vấn đề là ngày ghi tăng và thời gian nha em. Xuống dòng phía dưới, đơn vị sử dụng nha. Ở đây mình chọn là phòng quản lý hay là phòng sản xuất. Trường hợp này có hai trường hợp xảy ra. Đây giả sử như chị chọn là phòng quản lý đi nhá. Thì ở đây sẽ là phòng quản lý, hai nhỏ thiết lập chi phí ở đây, mình không cần sửa nữa. Bởi phần mềm nó sẽ link cho mình là 6422 theo thông tư 133 luôn. Em hiểu chưa? Nhưng lưu ý cho chị trong trường hợp đây không phải là phòng quản lý mà nó là phòng sản xuất. Được chưa? À, phòng sản xuất thiết lập phân bổ ở đây là 154. Được chưa? Khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm. Đến đây chị nói nếu mà công cụ thì mình sẽ chọn là dụng cụ sản xuất. Được chưa? Chị làm lại bước đấy chị tới chỗ mà nếu phần sản xuất thì mình đưa vô 154, chi phí là còn chi phí là 154. Đây, đây nếu là đơn vị sử dụng, nếu là phòng sản xuất này nha. Thì hai nhỏ thiết lập chi phí này phải đổi lại tài khoản chi phí là 154. Mở ngoặc theo thông tư 133. Em hiểu vì sao không? Tại vì nếu mình không đổi lại là phần mềm nó cứ mặc định là 6422 nhá. Mà thực ra ấy, nó là sản xuất thì không thể nào cho vào 6422 được. Đúng không? Nó là 154 theo thông tư 133 để sau này tính giá thành. Mà tính giá thành như thế nào phần sau em sẽ hiểu. Đúng không? Bởi vì mình là công ty sản xuất. Thế nhưng mà ở đây cái khoản mục chi phí này này
nhá. Misa phân rất rõ luôn, đúng chưa? Đương nhiên cái tiền thuê nhà hay là cái chi phí sửa chữa máy hiên hay là mua máy móc thiết bị, nó là sản xuất chung, có đồng ý không nào? Yeah. Vì thực chất nó không phải là vật tư, nó không phải là nhân công, đúng không? Nó không phải là máy như trong xây dựng nó có chi phí máy nhá. Nhưng trong sản xuất thì tất cả đều đổ vào sản xuất chung thôi chị nhá. À, nhưng mà trong sản xuất này Misa phân biệt rất là rõ sản xuất chung của dụng cụ sản xuất hay là khấu hao này, thấy chưa? Khấu hao là đến tài sản cố định, chị biết dạ. Em hiểu chưa? Hay là sản xuất chung chấm MN. Đến đây em hình dung ra chưa? Hả? À, rồi. Bởi vì liên quan đến sản xuất thì chọn 154 và chọn khoản mục chi phí tương ứng, sau đó bấm ghi tăng. Em ghi đi. À, vậy cái chứng từ ghi cấp tăng nó nằm ở đâu em? Nào, để kiểm tra chứng từ ghi tăng, mình vừa làm xong, ta vào phân hệ công cụ dụng cụ ở đây nha. Ta ghi tăng ở đây, ta vào ghi tăng. Cái phần mềm này nhá, nếu như mình không biết cách làm sẽ không hiển ra được, đúng không? Mình chọn năm nay này, lấy dữ liệu, thấy chưa? Dạ, dạ. Ừ, vậy thế này, yêu cầu là về nhà em sẽ xem trên hóa đơn của em có những cái chi phí trả trước nào, đặc biệt đó là cái tiền thuê nhà đấy, đúng không? Tiền thuê nhà, yeah. Mình có thể làm theo quý hoặc là theo năm, hoặc là theo quý hoặc theo năm hoặc theo 6 tháng, đúng không? Làm cho chị cái phần đó, tức là mình chỉ hướng dẫn này. Trong trường hợp tiền thuê nhà mà không có hóa đơn nhá, thì mình cũng vào chứng từ mua hàng đây nhá. À, nhưng ở đây mình sẽ không kèm hóa đơn, thấy không? Đó, chọn thằng thứ hai là không kèm hóa đơn nhá, chọn thanh toán ngay, hiểu chưa nhá? Thì ở chỗ này chỉ khác một vấn đề là không kèm hóa đơn thôi, còn lại tất cả nhà cung cấp ở đây thì đương nhiên em sẽ phải chọn là gì? Ai tạo mới ở đây là tên cá nhân cho em thuê nhà đấy, yeah. Nhá, được chưa? Ừ, rồi sau đó thì cũng tạo ra một cái mã, click vào đây. À, mã là gì? Tiền thuê nhà, tính chất là dịch vụ, đúng không? Yeah. Ừ, xóa hết đi, tài khoản đây là 242, thuế xuất không có bỏ qua, cất đình khoản xong rồi cất ở đây. Bước thứ hai là ghi tăng, chị vừa làm xong, đúng không? Yeah. Bắt buộc em phải làm được, bởi vì là chị đã giảng rất là kỹ rồi, em phải tự làm, đúng không nào? Và hoặc là cách thứ hai, em có thể xóa luôn cái chứng từ mua hàng của chị đây này nhá, bằng cách này, bỏ ghi này, ừ nhá, xóa này thấy chưa? À, sang phần công cụ dụng cụ đây nhá, xóa này, ghi tăng, xóa đi, em sẽ phải làm lại cho chị, đúng không? Ừ, và về nhà chị không yêu cầu gì nhiều nhá, chị chỉ dạy đúng cái nội dung về chi phí trả trước thôi nhá, không dạy gì nhiều hết, nhưng chị mong em hiểu và làm thật kỹ phần này chị, và làm cho chị tất cả các hóa đơn liên quan của công ty em. Rồi bây giờ vấn đề chỗ là bài giảng hôm nay em đã hiểu chưa? Dạ, ôn lại vậy. Ừ, được, ôn lại nhá, và buổi sau học tiếp vấn đề khác nhá. Dạ. Ừ, rồi, chào em nhá. Dạ, dạ. Bye. Chào chị. Ừ.